Hello, thì bữa nay nhà mình có làm đám giỗ nhưng mà làm nhỏ nên chỉ mần có con vịt thôi à. Giờ mọi người cùng mình vô chuẩn bị nha. Bây giờ mình sẽ đâm gừng để làm mắm gừng ăn cháo nha các bạn. Đâm xong rồi, bây giờ mình bỏ miếng đường, miếng bột ngọt, chế miếng nước sôi rồi chế nước mắm vô là xong. Giờ nếm thử cái nha. Thiếu vị cay mọi người ạ. À. Bỏ thêm vào đây vài trái ớt nữa, dầm dầm ra. Đó, xong rồi trộn lên, nếm thử lần nữa nào. Giờ được rồi đó, nhưng mà nước mắm hơi mặn nha. Bây giờ là tới tiết mục sắc dưa leo. Dưa leo bữa nay thì mình sẽ sắc theo concept là sắc có sọc sọc vậy á, như trái trên cái mâm vậy á, rồi cắt chạy ra. Rồi giờ là, biết gì không? Giờ đố mọi người á, cái này gọi là dưa hấu. Giờ mình sẽ chẻ dưa hấu. Thì dưa hấu dạo này gần nhà mình bán là 8.000 ký, không biết chỗ mọi người nhiêu. Thì mình sẽ sắc chẻ ra làm 3 mâm, cũng 3 mâm thôi. Mỗi lần đám giỗ ở đâu cũng vậy, mình mà chẻ dưa, giao cho mình chẻ dưa thì mình thích nhất là đợi đến khúc cuối, chẻ xong hết rồi là mình lấy dưa mình ăn, đã lắm luôn. Trời, cái khúc nước mắm gừng nhìn bày hay quá. Bây giờ là với cơm bưng lên cúng nè. Bữa nay nấu gạo dẻo cho nên là cơm thơm lắm luôn á. Cơm á thì không biết mọi người sao chứ mình thích nhất là ăn cơm trái, mình cạo cơm trái để mình ăn. Đó thì cái mâm cúng như đây nè. Mình làm đơn giản nhỏ xíu à, không có gũ ai hết. Cháo vịt nấu có tô nồi cháo vịt à. Nhưng mà hôm nay mình không có ăn ở nhà, mình đi ăn đám giỗ ở chỗ khác. Bây giờ mình bỏ các bạn vô lòng xe chở mọi người đi nha. Vô vô nhập tiệc mọi người ạ. Thì cái thứ đầu tiên mình để mắt tới đó là cái dĩa bánh hỏi. Trời ơi, nhìn ngon lắm luôn. Thì bữa nay là mình quyết định chơi xà láng nha, sống buông thả không kiêng cữ gì cả. Bây giờ thì ăn một miếng bánh hỏi trước nha, mới chấm nước mắm gì ta, nước mắm tỏi ớt. Mặc dù thiếu nước tương nhưng mà nó ngon lắm luôn á, có nước tương nữa là hoàn hảo luôn. Bây giờ gấp cục thịt nha, mình lựa cái nào có nạc á, có nhiều nạc mình mới ăn, còn mỡ thì mình không ăn, chút mình giục cục mỡ. Rồi, mình bỏ vô chén rồi, bây giờ mình xử lý đó nha. Mình sẽ cắn cái khúc nào mà nhiều nạc nhất. Trời ơi, nó quá ngon, làm như 10 năm chưa được ăn thịt vậy á. Rồi, giờ chơi cái bánh hỏi vô nghe, cho cái vị nó hòa quyện với nhau. Thì không có chấm nước mắm, do quay khó khăn quá, chấm nó nhiễu nhão tùm lum, nhìn ghê lắm. Rồi, khúc này mình cắn cái nữa là dục cục mỡ nghe mọi người. Cục mỡ bự chán rồi mọi người thấy không, mình không có ăn mỡ bao giờ hết cho nên mình dục mỡ với da là dục hết. Giờ mình ăn thêm cái bánh hỏi nữa nha mọi người. Trời ơi, bánh hỏi nó ngon dữ lắm luôn á. Xuống đây thì mục đích là để ăn lẩu thôi, nhưng mà có bánh hỏi trời ơi chắc no quá, một hồi khỏi ăn lẩu quá. Giờ tới khúc ăn tôm nha mọi người. Nhà này là tôm cá nhiều dữ lắm. Tôm này á mà chấm muối tiêu chanh lạt lạt là hết sảy nha. Hồi nào giờ mình ăn tôm á thì mình toàn cắn không mà mình làm biến lột lắm. Hễ đi đám á mà đi với người quen á, họ ngồi kế bên thì họ lột cho mình ăn. Họ nói mình không biết ăn tôm, họ toàn lột cho mình ăn không. Nhưng mà do con tôm này nó còn trên bếp đó, nó nóng quá cho nên là phải lột ra ăn mới được. Chứ bỏ răng cắn phỏng mỏ. Giờ mới để ý là cái thằng nhỏ nó cứ nhìn mình làm như chưa thấy ai ăn tôm bao giờ vậy á. Đợi lâu quá chưa có lẩu cho nên bây giờ ăn thử miếng gỏi cuốn nghe. Gỏi cuốn thì chấm với tương ớt với tương xài này là hết sảy rồi, còn gì để nói đâu. Dòm tới dòm lui không biết ăn món gì nữa nên mình đã gấp một con mực. Thì con này cũng không hẳn là con mực đâu, ở quê mình họ kêu là con bạch tuộc á, tại vì nó to hơn con mực. Rồi con này á phải biến thành con khô là chấm với cái đó mới ngon. Nó bự quá mọi người.
mình bỏ vô họng nha, muốn chết luôn á. Nó vừa bự mà nó vừa dai nữa. Xong rồi, bây giờ mình sẽ gắp thử miếng ớt chuông nha. Hồi nào giờ mình chưa có ăn ớt chuông, nhưng mà nghe nói là ớt chuông ăn không có cay. Với cái món ưa thích của mình là bông cải xanh, mình thích nhất là bông cải xanh. Rồi, mình bỏ vô luôn. Rồi, giờ mình gắp thêm con mực nữa là chén được rồi. Thì ớt chuông đúng là nó không cay thiệt, nó kiểu nó the the thôi. Nó cũng không hẳn là không cay, nó cũng có vị ớt nha. Cũng cảm nhận được vị ớt, nó kiểu the the, mình cũng biết diễn tả sao nữa. Giờ mình sẽ ăn miếng bông cải ưa thích của mình. Tại vì ăn bông cải rất là bổ, nó sẽ bổ sung chất sắt cho mình á. Mình đọc trên Google vậy á. Mực ngon quá mọi người ơi, nãy ăn mà quên quay. Giờ mình gắp miếng khác mình ăn cho mọi người coi nha. Mực đó mình chấm với tương ớt á. Rồi, mình bỏ vô họng mình nhai nha mọi người. Thật sự là con mực này nó rất là dai luôn á, cắn hoài mà nó không có đứt. À, mới được cho lon xịtin nè, bây giờ khui gót ra uống nha. Bình thường á thì mình ít uống xịtin lắm, bởi vì mình cảm thấy nó màu không mọi người. Gót vô ly á mà cái ly nó đỏ chét luôn, uống nhiều quá bệnh chết. Rồi bây giờ mình gót đây nè. Nhưng mà mình nói rồi, bữa nay mình chơi xa láng buông thả mà, cho nên mình sẽ không kiêng cữ gì cả. Rồi giờ người ta mới bưng dĩa thịt bò xào hủ qua ra nè. Bây giờ mình gắp miếng ăn thử nghe. Thì nó cũng như bình thường thôi à, không có khác biệt gì mấy. Nãy giờ cha nội này cứ rủ mình uống bia, cho nên thôi để mình kính chả một ly nha. Chả nói là ê giờ tao mày uống ly bia quay video mày. Cái mình kêu ok, quay video thì uống luôn. Tại vì uống thì sẽ có video đăng cho mọi người coi á. Mình uống con chút mình cho nó quá trời luôn. Quá xuất sắc luôn đại ca ơi. Cuối cùng cũng tới món lẩu rồi nè. Nhưng mà bây giờ mình phải lên tặng bông. Đây là cầu 10 của mình. Hát hay quá cho nên mình lên tặng bông. Mình tặng 2 bông luôn nha. Quá dữ, hát quá hay, quá đỉnh. Đây là cameraman của mình nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn món lẩu của mình đây. Thì mình đi đám giỗ này thì chỉ vì có món lẩu thôi đó. Nếu mà không có món lẩu thì mình không có đi đâu. Nhưng mà nãy giờ bị cái dĩa bánh hỏi làm si mê quá cho nên no rồi. Ăn lẩu thì chắc được miếng. Trời ơi, mực gói đẹp cho mọi người. Nhìn y chang bướm bướm luôn, không muốn cắn luôn. Nhưng mà nó vẫn dai như vậy nha. Có tôm nữa, có tôm có mực thôi à. Nãy giờ cứ cặm cụi ăn không, ngóc đầu nhìn lên nhận ra có mình con gái à. Nhưng mà không sao, cái bàn này toàn chiến hữu của mình không. Trời ơi, có một cái bông thôi mà cãi quá trời quá đó kìa. Nhưng mà thôi, ai làm gì làm, bây giờ mình ăn tiếp đây. Giờ mình lột trái lâm chôm này ra ăn nha. Công nhận trái lâm chôm này ngọt dễ sợ các bạn. Còn đây, chiến hữu ruột của mình nhất định phải uống với nó một ly mới được. Cút kinh nghiệm hồi nãy, bây giờ mình uống nhiều hơn chút nha. Còn nhiều để cho nó uống đi. Để đạt được tửu lượng cao thì khi uống bia hay uống rượu, mọi người uống kèm với nước ngọt là lâu xỉn dữ lắm nghe. Để tiếp tục cuộc vui thì hôm nay mình sẽ lên hát một bản nha. Mình sẽ hát cái hàng áo trắng này. Mình bảo anh lo kéo là anh ơi mở cho em cái bài Anh chính là người em yêu. Cái ổng kiểu cô yêu khùng mà anh chính là người em yêu. Cái mình kiểu mở lệ đi cha nội. Nhưng mà do mình không có biết hát á, cho nên cái bài hát nó vô mà mình không biết nhảy vô sao á, cho nên mình kêu này hát. Cái nào không hát cho nên là mình phải đi lên hát. Cái tự nhiên cái micro nó không hát được, xui thiệt chứ. Cái mình xuống đổi cái micro. Xong rồi mình lên mình hát gì nè. Giờ níu kêu cũng thế không làm em quay trở lại. Khi bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Vì em ơi anh tin em sẽ được như khát vọng. Giống như em đã từng đem ước mơ. Cái mình nghĩ chút để lấy hơi hát tiếp. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại. Khi bên ai chẳng còn ai ngoài em nữa.
Vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Có nhớ những lúc ta gần nhau. Xong rồi mình bắt đầu mình cảm thấy ngại cho nên mình không hát nữa. À, mình đi về đây. Mình chưa xỉn nhà, mình không hề xỉn nhà mọi người. Rồi, giờ leo lên xe đạp về luôn, làm biến mạo khác quá. Thì cái đường đi này toàn dừa không mọi người, cho nên mình đi buổi tối mình sợ lắm, sợ chạy lũi vô cội gốc dừa. Lần nào đi buổi tối mình cũng rất là sợ luôn. Ra tới lộ tự nhiên cảm thấy nắng với lại nhiều người nhìn quá, cho nên mình đeo khẩu trang với đội cái nón vô rồi đi về nha. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha, bye bye. Rồi người tìm kiếm những đắm đuối xa hoa với đời. Đời nhiều gian dối, em biến em trở thành của trời. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em có.